đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Toàn cảnh siêu đám cưới 91 tỷ của Brooklyn Beckham, con trai cầu thủ David Beckham nổi tiếng. Sau bao ngày chờ đợi, siêu đám cưới được mong chờ nhất showbiz năm 2022 của Brooklyn Beckham và ái nữ tỷ phú Nicola Peel đã chính thức diễn ra tại dinh thự 2.354 tỷ đồng tại bãi biển Palm, Florida của nhà gái. Hôn lễ đầu tiên trong chuỗi 3 ngày thề nguyện bắt đầu từ tối muộn ngày 9 tháng 4 theo giờ Mỹ, tương đương sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam, và khép lại bằng một nụ hôn thề nguyện 6 giây của cô dâu chú rể. Brooklyn và Nicola sẽ làm đám cưới kép từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4, tổ chức theo nghi lễ Công giáo và Do Thái. Tất cả được tổ chức ở ba khu lều khổng lồ giữa dinh thự. Đáng tiếc thay, vì đảm bảo tính độc quyền và riêng tư, hình ảnh của cặp đôi không được hé lộ rõ nét. Tuy nhiên, hàng loạt khoảnh khắc đẹp nhất của vợ chồng David Beckham và cả ba anh em Harper, Romeo, Chris Beckham, ông bà nội ngoại, chị ruột của Nicola Peel và 300 khách mời gồm dàn sao từ siêu đầu bếp Gordon Ramsay đến minh tinh Eva Longoria, Mel C. Spiker, huyền thoại tennis Serena Williams, đến nữ ca sĩ Becky G đều đã xuất hiện. Được biết, tỷ phú Nelson Peel, bố của cô dâu, quyết thầu toàn bộ chi phí cho đám cưới, chính xác là 4 triệu đô la, 91,4 tỷ đồng. Và sau đây là toàn bộ diễn biến của siêu hôn lễ. Hôn lễ chính, cô dâu chú rể thề nguyện trao nụ hôn ngọt ngào giữa 300 khách mời khủng. Đúng 6 giờ tối ngày 9 tháng 4, hôn lễ đầu tiên được bắt đầu. Chú rể Brooklyn Beckham và cô dâu Nicola đã đến khu lễ đường chính trong dinh thự trị giá 103 triệu đô la của gia đình cô dâu. Trong giờ phút thiêng liêng nhất, Brooklyn đứng chờ ở trên sân khấu tận 15 phút để đợi đến khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường. Cặp đôi trao nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng trước mặt 300 quan khách và thực hiện nghi lễ theo nghi thức Do Thái và nhận được 7 lời chúc phúc trên lễ đường, uống rượu giao bôi dưới sự hướng dẫn của giáo sĩ Do Thái. Theo truyền thống, chú rể đã đập vỡ một chiếc ly được bọc trong khăn ăn dưới gót chân sau khi thề nguyện. Buổi lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 30 tối, tức là chỉ kéo dài 30 phút, bởi theo quy định đám cưới của cặp đôi không nên kéo dài đến lúc mặt trời lặn, khoảng 8 giờ tối ở khu vực biển Palm. Vào tiệc tối, có thể giáo sĩ sẽ đọc lại 7 lời chúc phúc trong hôn nhân của người Do Thái, theo truyền thống đối với các gia đình sùng đạo, và nghi lễ này được lặp lại trong vòng 7 ngày vào buổi tối. Chiếc nhẫn cưới cũng được xuất hiện mờ mờ trong hình ảnh cặp đôi trao nụ hôn, dù không rõ từng chi tiết và kim cương nhưng cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ vì kích thước siêu to khổng lồ giữa đôi tay nhỏ nhắn của cô dâu Nicola. Và đến nay, Daily Mail cuối cùng cũng đã tung ra hình ảnh độc quyền bộ váy cưới của Nicola Peel. Với sự chăm chút của nhà thiết kế nổi tiếng Pier Paolo Piccioli, Nicola đã có được đầm cưới Valentino đẹp đến nghẹt thở. Điểm nhấn là khăn von nhẹ nhàng, có thêu họa tiết sang trọng với chiều dài kéo từ đầu này đến đầu kia của căn phòng và phần đằng sau cắt xẻ táo bạo để lộ cả mảng lưng trần. Trong Nicola Peel không khác gì nữ thần quyền lực trong đám cưới của mình. Cô dâu sẽ diện 3 bộ đầm cưới theo 2 buổi lễ chính, một buổi tiệc chiêu đãi khách nằm trong khuôn khổ 3 ngày cưới. Ngoài ra, để đảm bảo hình ảnh độc quyền, cô dâu đã cho bố trí cả một ekip dùng ô đen che kính khi ra lễ đường. Tuy nhiên, truyền thông vẫn ghi lại được hình ảnh của bộ váy từ xa. Dàn phù dâu phù rể xuất hiện sương sương trong hình ảnh do Daily Mail hé lộ. Trong đó, 6 người đảm nhận vai trò phù rể đứng bên phải cô dâu chú rể trên lễ đường, 6 người ở phía phù dâu đứng ở bên trái. Cặp đôi Brooklyn Nicola cũng đã ký hợp đồng tiền hôn nhân trước ngày cưới để đảm bảo quyền thừa kế tài sản của hai bên. Từ chiều sớm ngày cưới, hoa cưới đã được mang đến và lễ phục của cô dâu cũng xuất hiện tại sân golf gia đình. Lễ đường, không gian tiệc cưới cũng lộ diện với phần thiết kế thiên về màu vàng hoàng gia tối giản, sang trọng. Được biết, Vogue sẽ thầu toàn bộ hình ảnh độc quyền về cô dâu chú rể, đám cưới của cặp đôi sẽ tung lên thẳng trang chủ. Chú rể cũng xuất hiện trước lễ cưới với dáng vẻ thư giãn cùng nét mặt đầy hạnh phúc. Gia đình Peel đã bố trí an ninh 3 vòng, hàng rào thép được bao trọn 3 khu lều dựng cho đám cưới chính. Chó cảnh vệ, đội cảnh sát và vệ sĩ túc trực ở lối ra vào ở mặt tiền hướng ra biển từ hôm qua. Một chiếc máy bay trực thăng đảm bảo quét an ninh toàn bộ khu vực.
Sau lễ cưới chính, khách mời di chuyển về khu lều trung tâm dinh thự để tham gia tiệc cocktail và tiếp tục đến khu lều thứ ba bên phải khu bất động sản để ăn tiệc tối. Mọi món ăn trong menu đều được đầu bếp nổi tiếng Thierry Isambard chuẩn bị. Ông từng là đầu bếp riêng của cựu tổng thống Bill Clinton. Nhân vật khiến công chúng tò mò không kém về diện mạo trong siêu đám cưới chính là vợ chồng Victoria và David Beckham. Không làm người hâm mộ thất vọng, cặp đôi lên đồ cực kỳ chỉnh chu, khiến dân tình mãn nhãn với nhan sắc đỉnh cao. Đáng tiếc, cô Úc Harper Beckham mới thật sự là nhân vật khiến dân tình phát sốt. Cô bé diện bộ đầm trắng cực yêu, tỏa sáng với gương mặt xinh xắn. Harper đóng vai trò đặc biệt, đó chính là dẫn đầu dàn phù dâu phù rể nhí, mở đầu buổi lễ. Romeo hộ tống bạn gái người mẫu, còn Chris Beckham lột xác bảnh bao khi diện vest và tham gia vào đội phù rể lớn. Trước giờ gờ, Harper và các bạn còn vui đùa cực nhắn nhít, tạo nên khung cảnh đáng yêu và bình yên đến lạ trong đám cưới sang chảnh rộn ràng này. Trong khi David đốn tìm hàng triệu fan với visual đầy phong độ đỉnh đạt, thì Victoria Beckham lại khiến người ta phải trầm trồ với sắc vóc lộng lẫy trong bộ đầm xám tôn lên toàn bộ đường cong quyến rũ. Chẳng ai mà ngờ rằng cặp đôi này đều đã bước sang độ tuổi U50. Không chỉ gây sốt với visual đỉnh cao, Beck và Vic còn khiến dân tình ghen tị đỏ mắt khi liên tục nắm tay không rời. Không chỉ vợ chồng Beckham, ông nội của Brooklyn và vợ hai cũng khiến công chúng phải mắc chữ A, mồm chữ O khi xuất hiện với dáng vẻ cực kỳ rạng rỡ, phong độ. Ông nội cũng đảm nhận vai trò đọc một trong số 7 lời chúc phúc bằng tiếng Do Thái để mừng hạnh phúc cho cháu ruột. Chị ruột của cô dâu Nicola, nhà thiết kế Brittany cũng xuất hiện bên chồng Frank Bluestead, giám đốc điều hành của tập đoàn Ron và hai cô con gái, một cậu con trai. Chị gái của Nicola cùng chồng con lên đồ cực đáng yêu, gia đình này di chuyển bằng xe golf đến lều cửa chính. Một ngày trước hôn lễ, gia đình Beckham và Bell bố trí sân bay riêng và phi cơ để đưa các khách mời quan trọng đến chung vui. Và đến ngày trọng đại, gia khách mời quyền lực đã chứng tỏ đẳng cấp khi đi cả dàn siêu xe Bentley, Rolls Royce đến dự. Số khác di chuyển bằng SUV và limousine, phương tiện được gia đình Bell chuẩn bị sẵn đưa đón. 300 khách đã được tiếp đón ở cổng chính của dinh thự suốt 45 phút từ khoảng 5 giờ 15 đến 6 giờ tối, được đội ngũ cảnh sát điều phối giao thông. Đáng nói, hàng loạt xe chở khách mời di chuyển đến địa điểm cưới đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở vùng của khu vực bờ biển. Rất nhiều khách đã phải lái xe quanh khu dinh thự khổng lồ vì đến gần sát giờ đóng cửa theo quy định của cảnh sát khu vực. Được biết, gia đình Pell và Beckham mời 300 khách mời đến chung vui, trong đó có dàn sao đình đám như Gigi Hadid, bạn thân của Nicola, Bruno Mars hát cho tiệc tối, Snoop Dogg, DJ chính của bữa tiệc. Eva Longoria chiếm trọn sự chú ý giữa dàn khách mời với sắc vóc mỹ miều trong bộ đầm xanh đen đẳng cấp, song sau đó lại bị người mẫu Isabel Rand giật mất spotlight khi chung khung hình. Gordon Ramsay lần này không đóng vai trò đầu bếp mà là khách mời quan trọng của bữa tiệc. Ông đưa cô con gái xinh đẹp và vợ đến dự. Nữ ca sĩ Becky G là chị check-in sương sương trên story Instagram. Tất nhiên, để chiêu đãi dàn siêu sao này, cặp đôi Brooklyn Nicola đã phải chuẩn bị tiệc cưới hoành tráng. 200 bảng Anh, tương đương 5,9 triệu đồng, chỉ để mua rượu champagne Bollinger, phục vụ miễn phí ở quầy bar trong dinh thự, và món Cordon Bleu, 50.000 bảng Anh, khoảng 1,4 tỷ đồng, được chi để mua 400 cây lan quý hiếm, trang trí bàn tiệc từ hiệu hoa yêu thích của cô dâu, Flowers of World Avenue. Khách mời lên đồ hoành tráng không khác gì lễ trao giải hay thảm đỏ danh giá. Trước hôn lễ, một nhóm khách mời còn đi du thuyền ra biển, hưởng thụ không khí đầy phấn khích nơi đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.